Liệu rằng chiếc cạc của anh em sẽ tốn bao nhiêu cát điện? Nvidia thì bảo rằng là khoảng tầm 100W, nhưng mà các hãng thì lại bảo là có thể Thermalboost lên tới là 120W cơ. Thế thì con số nào mới chuẩn nhỉ? Hãy cùng thử xem nhé. Thì bên cạnh của mình đây là một chiếc laptop có mang tên là ROG Zephyrus G16 anh em ạ, đến từ Asus. Và hiện tại thì Asus là một trong những hãng có nhiều chiếc laptop được chứng nhận bởi Nvidia là cạc mạnh nhất, xịn nhất và khỏe nhất. Bởi vì nếu mà về chi tiết ý, thì anh em có thể biết rằng là chiếc cạc, chiếc máy tính này có thể boost chiếc 4050 lên tận là 120W, tức là 100 cộng với cả 20W thermal boost ấy. Đó. Mà nhưng mà trong bản thông số thì chỉ có 100W thôi. Liệu rằng có ok không nhỉ? Liệu rằng có đúng nhỉ? Hãy cùng thử kiểm tra bằng thực tế nhá. Ok, test game thực tế là đơn giản không à. Vào chơi từ game biết ngay câu chuyện. Cắm sạc nào. Em máy này thì đang có được chính là một cái công nghệ khá là hay có tên là Max Switch. Thì anh em có thể đổi giữa cạc onboard và cạc rời một cách rất là dễ dàng và đơn giản, khiến cho chúng ta có thể sử dụng được kỹ càng và gọn gàng hơn. Chính xác hơn là nhiều hiệu năng hơn đấy anh em ạ. Và để có thể đảm bảo tận dụng được hết 100% hiệu năng thì mình đã cắm cạc cái sạc rời vào. Bây giờ thì hãy bắt đầu test Cisco đi xem sao nhá. Ui giời ơi, CSGO mượt luôn anh em ạ. Melee. Mà cái chính em màn này là em màn 165Hz, có cả các công nghệ công nghiệp cứ nữa, cho nên là chơi cực kỳ là mượt mà luôn. Mà điện thì cũng chả tốn bao nhiêu, tại vì con game thì quá nhẹ đối với con cạc rồi. Thôi đuổi con cạc sang Apex kìa. Thế nào nhỉ? Apex chơi vẫn mượt, nhưng nó không dùng hết điện, nó cũng không quá nóng. Là kiểu gì nhỉ? Hay là Apex chưa đủ nặng? Đổi sang game AAA đi, làm sang game Red Dead đi. Red Dead Benchmark cũng không luôn, cũng không lốt hết luôn cả điện luôn, cũng chỉ khoảng tầm 80W điện, là kiểu gì nhở? Ảo thế nhở, có gì sai sai đâu. Thôi chơi thử game khác hẳn Cyberpunk lên xem nào. Cyberpunk cũng không. Ôi, sao thế này nhở, tại sao nhở? Cyberpunk đã dùng hết rồi, 100% cạc rồi, cạc đã sử dụng quá là nhiều rồi, mình test mấy phát rồi mà nó vẫn chưa nhảy lên được mức 100W điện. Là sao? Là nào? Liệu rằng Asus đang lừa chăng? Liệu rằng Nvidia đang lừa chăng? Không, không phải đâu anh em nhá. Nói chung không phải lừa dối đâu anh em ạ. Và để mình sẽ chỉ cho anh em biết tại sao nhá. Nếu mà anh em nhìn vào bảng xung và điện của 4050 ấy, thì tại 115W, 4050 Mobile sẽ có mức xung tối đa là 2370MHz. Trong bảng của Asus thì Zephyrus G16 nếu mà ở 120W có thể boost lên tới là 2405MHz. Công nhận là con số đó tuy rất là cao, nhưng nếu mà anh em nhìn vào cái video test của mình ấy, anh em nhận thấy rằng là em này tuy dùng là 100% boost đều lên tới là 2500MHz nhưng lại dùng chỉ có 80W thôi anh em ạ. Thế mới ảo chứ. Thực sự cái con số này rất là ấn tượng. Và đó là một hiện tượng thấy rất rõ ở cực kỳ là nhiều tựa game. Các mức xung gần gọi là ngang bằng nhau luôn. Mức điện cũng ngang bằng nhau luôn. Và kể cả khi mà mình bật Firmax ấy, em ấy cũng chưa bao giờ chạm được tới mức 90W. Vậy thì tại sao lại như vậy? Câu trả lời đó chính là Nvidia Boost 3.0. Tức là những chiếc RTX trên thế giới này và tất cả những chiếc laptop công nghệ Asus đây đều có công nghệ Boost cực kỳ là thông minh. Thường nó sẽ boost tới khi nào mà nó dùng hết nguồn, hết tài nguyên về nhiệt độ, tài nguyên về điện. Và nhờ đó, nhờ cấu trúc thiết kế và bộ tản nhiệt cực kỳ là tốt trên chiếc Zephyrus này, nhờ có mức tản nhiệt tốt như thế, thế nên là em 4050 có thể boost lên cực kỳ là mạnh mẽ cho tới mức vôn giới hạn của nó. Nếu anh em để ý thì khi mà mình test trong Firmax sẽ bị giới hạn về mức vôn, chính xác hơn là reliability voltage. Và theo như mình tìm hiểu thì Nvidia họ sẽ giới thiệu vôn cho một số tác vụ nhất định, và sẽ một tác vụ thì sẽ là cho thả ga. Ví dụ như là YouTuber Jarotech thì đã thành công cho việc đẩy lên 140W khi dùng Firmax, nhưng mà mình thì chịu, cả Firmax thì mình vẫn bị limit về voltage, và khi mà mình cố đẩy lên cao ấy thì sập bay màu luôn. Từ đó dấy lên một câu hỏi, nếu giảm mức điện xuống thì sao? Chẳng có vấn đề gì anh em ạ, điện vẫn như thế, xung vẫn như vậy. Câu trả lời chỉ có đơn giản là cấu trúc của TSMC quá hiệu quả mà thôi. Đồng thời máy của Asus thì cũng quá mát. Cái gì mà test full mát một lúc lâu có 70 độ, nhiệt độ gì mà như cạc rời ấy nhỉ? Nói tóm lại là vào thời điểm hiện tại, nếu mà anh em mua 4050 này, 4060 hay 4070, anh em cần quan tâm đó chính là laptop chúng ta tản nhiệt như nào. Và nếu nó có một chiếc tản nhiệt tốt như Zephyrus thế thì có thể boost lên tới mức giới hạn của nó luôn. Và vấn đề về điện thì 4000, dòng 4000 tức là 4050, 4060, 4070 ấy thì nó sử dụng điện khá là hiệu quả. Thế nên là mình đánh giá đây là đời cạc đáng mua nhất thời điểm hiện tại dành cho laptop. Nếu mà anh em hứng thú ấy, thì anh em có thể qua ngay Hacom để húp ngay một em Zephyrus G16 về. Đây là một chiếc laptop cực kỳ là cao cấp với chất lượng build gọi là trên cả tuyệt vời luôn anh em ạ. Và đồng thời thì nhiệt độ mát mẻ, mọi thứ dịu dàng, pin thì cũng lâu nữa. Anh em hứng thú thì check ngay tại Hacom nhé.